Xin chào các bạn. Các bạn biết trong tay mình cầm gì không? Đây là những đồ cầu vồng. Và hôm nay mình sẽ làm thử thách mua hết những đồ cầu vồng trong nhà sách. Các bạn cùng xem mình có mua được nhiều đồ hay không nhá. Các bạn ơi, ở khu này có rất là nhiều đồ cầu vồng nha. Đây nè. Đây, những cái đàn này là những đàn hình cầu vồng luôn nha. Màu cầu vồng luôn nha. Có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái này mình chưa có nhu cầu mua. Thế nên là mình sẽ đi tìm cái khác. Đâu, cầu vồng đâu? Có một bạn nhỏ bạn chỉ cho mình. À đây, đây có rất là nhiều màu sắc. Cái nào màu sắc thì sẽ là màu cầu vồng hết nha. Nhưng mà mình sẽ đi tìm đồ khác nhá. Các bạn ơi, có một chỗ mà có rất là nhiều cầu vồng. Các bạn nhìn này. Đây, ở phía trên trần này này. Ở phía trên này, trên đây là những cái đèn trang trí nha. Có đủ các màu luôn. Trang trí rất là nhiều màu. Và đấy chính là màu cầu vồng chứ đâu nữa. Các bạn ơi, mình đã tìm được một chỗ có rất là nhiều màu cầu vồng. Đây là khu đất nặng nha. Ở đây này có rất là nhiều mẫu đất nặng khác nhau. Đây, có cái nhiều, có cái ít này. Cái này thì nó, hộp này thì nó nhỏ hơn này. Còn một cái hộp, hộp này nữa này. Hộp này thì rất là tiện luôn. Khi mà mua thì chúng ta lấy cái này để chúng ta nặng luôn. Mình sẽ lấy một cái. Nhưng mà các bạn cùng xem là mình sẽ nên lấy cái nào nhá. Đây, ở đây thì nhiều mẫu đất nặng lắm đây nè. Đủ các mẫu luôn. Mình đang phân vân là không biết nên lấy loại nào bây giờ. Cái loại nào mình sẽ tiện. Đây. Mình sẽ lấy cái nhỏ nhỏ này thôi. Tại vì biết vì sao không? Vì ở đây có cái lăn màu hồng này mà mình rất là thích màu hồng. Mình sẽ lấy cái này nhá. Các bạn ơi, mình lấy xong cái đất nặn kia rồi, mình còn phát hiện thêm hai mẫu này nữa này. Đây là mẫu đất sét tự khô nha. Cái này thì nặn rất là thích luôn, cũng là màu cầu vồng nè. Còn mẫu này nữa. Cái mẫu này thì có cái hình Doraemon ở đây này. Ở đây thì cái này giống như là phấn đó các bạn, mình chưa dùng bao giờ. Thế thì mình sẽ thử lấy luôn cả một hộp này để xem là về dùng nó ra sao, có vẻ rất là thích luôn á. Mình thấy một bạn cuốn rất là đáng yêu đây nè. Bạn cuốn này á. Đây là một chiếc hộp này, bên trong bạn cuốn này có thể là mình có thể để tiền vào đây được này. Rất là tiện luôn. Còn phía dưới bạn cuốn thì có rất là nhiều đất nặng. Đấy, nhiều màu cực kỳ luôn. Có bạn nào thích bạn cuốn đấy không? Cái đấy rất là đẹp đúng không? Ở đây vẫn còn nè. Đây là các khuôn này, cũng là màu cầu vồng nè. Ở đây thì nhiều đất nặng lắm, cái nào cũng đẹp luôn á. Đây nè. Cái đất nặng này cũng đẹp này. Nhưng mà thôi, mình xác định lấy một hộp vừa nãy thôi. Các bạn này, các bạn biết đây là gì không? Đây chính xác là cầu vồng rồi, có rất là nhiều màu sắc khác nhau nè. Đây là cái loại mà gì nhỉ? Màu kiểu giống màu keo nước á. Mình sẽ để và xịt ra xong là mình sẽ tô màu thôi. Cái này thì mình đã dùng rồi. Còn cái này thì có bút rất là nhiều màu nữa này. Cũng là đều là màu cầu vồng, mình sẽ lấy cả hai loại này nữa. Các bạn ơi, mình đã phát hiện ra cầu vồng tiếp tục rồi. Các bạn nhìn này. Đây. Đây có hình cầu vồng luôn nha các bạn. Cái này cũng là màu các bạn ạ. Vậy cầu vồng của chúng ta đa số là màu á. Mình sẽ lấy thêm hộp này nữa. Các bạn ơi, sắp tới năm học mới rồi, các bạn đã sắm nhiều đồ dùng học tập chưa? Ở đây thì mình thấy các đồ dùng học tập màu sắc rất là đẹp luôn. Nhìn nè. Nhìn ở đây mình muốn mua tất cả hết các đồ học tập này á. Cái nào cũng đẹp luôn, màu sắc sặc sỡ luôn á. Đồ dùng học tập này mình chỉ muốn mua hết về thôi. Tại vì mua hết về thì nó sẽ ra màu cầu vồng các bạn ạ. Ở đây là các mẫu bút ghi chú nè. Có bạn nào mà học mà sẽ phải gạch ghi chú không? Dùng cái bút này thì rất là tiện luôn nè. Nhìn màu sao các bạn sẽ hay dùng màu gì để mình ghi chú nhỉ? Trước là mình hay sử dụng màu vàng này nè. Còn ở đây là các mẫu bút. Thử xem các mẫu bút thì sẽ có hình cầu vồng không nhá. Có rất là nhiều màu nhưng mà để lấy cái nào sẽ ra màu hồng cầu vồng nha. Mình nghĩ là lấy mỗi loại một màu thì sẽ ra hình cầu vồng hết. Bây giờ sẽ lấy mỗi loại một màu này. Thì một cái màu đỏ nha. Một cái màu xanh hình cấu trúc nè. Một cái bút hình bí đỏ phía trên nè. Cái bút đỏ có rồi, bây giờ mình sẽ lấy thêm màu vàng. Đây, một cái bắp ngô nè. Bắp ngô thì sẽ thêm cái màu gì nữa? Màu trắng này. Màu hồng. Cái gì nữa nhỉ? Màu trắng nè. Đây, màu cam. Màu cam nhưng phía dưới nó không phải màu cam. Đây, màu cam nè. Màu xanh này nữa nè. Các bạn ơi, mình có lấy cả cọc bút như thế này thì chắc chắn sẽ ra màu cầu vồng rồi. Mẫu bút nào cũng đẹp luôn. Các bạn sẽ thích mẫu bút nào? Các bạn ơi, mình tìm thấy hai mẫu chung một tóc ở đây. Một cái đây là kẹp này, một cái thì ở đây có hình hoa văn này. Mình sẽ tính luôn đây là đồ cầu vồng nha. Nhìn này, ở đây có rất là nhiều màu sắc đúng không?
Còn đây nữa này, bông hoa này có các cánh của nó mỗi cánh một màu luôn. Mình lấy thêm được hai đầu nữa. Cái loại kẹp tóc này cũng rất là màu sắc nhá các bạn nhá. Nhìn đây này. Này. Thấy chưa? Mỗi cái kẹp một màu luôn. Nếu mà mình mua thì mình sẽ phải mua cọc cả cọc này này. Mình sẽ thay đổi theo mẫu quần áo luôn. Quần áo nào mình cũng có thể là phù hợp với cả các loại kẹp này. Các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc túi cute cực luôn. Đây, một cái là màu vàng, một cái là màu cam giống với cả áo mình luôn này. Không biết còn nên mua hay không. Nhưng mình đang tìm màu cầu vồng mà. Bây giờ mình sẽ khám phá thử xem là bên trong cam này có gì nhá. Ở đây mình sẽ cởi khóa này này. Bên trong thì mình thấy nó lắc được này các bạn. Bên trong là cái gì ta? Bên trong là cái dây. Cái dây để đeo á. Xong rồi mình sẽ đeo vắt ngang như thế này. Nhìn rất là đẹp á. Cute cực kỳ luôn. Thôi để hôm khác mình sẽ mua. Hôm nay mình chỉ mua đồ cầu vồng thôi á. Chèo đây nha. Các bạn ơi, mình kiếm được một số mẫu túi rất độc lạ. Nó nhìn giống như các gói kẹo hay những chai nước ngọt á. Các bạn cùng xem các mẫu này. Đầu tiên, đây là giống như giống như đây là gì? Giống như là những cái cốc bỏng ngô đúng không? Tiếp theo này. Đây. Các bạn nhận ra đây là gì không? Ngược rồi. Đây là gói kẹo kiểu gói kẹo chocolate á. Đây nữa nè. Đây là bánh quy các bạn ơi. Nhưng mà nó là túi nhé các bạn nha. Đây là bình một bình nước nè. Các bạn nhớ nhận ra đây không gì? Là các bạn nhận ra đây là gì không? Đây là giống gói bim bim mình ăn nè. Cái này là hình con ngựa. Cái này là giống như hình cái bánh donut á. Nè, chai 7 up nè. Đây là gói kẹo sô-cô-la. Đây là cũng là sô-cô-la nha. Ở đây cũng sô-cô-la. Vậy là các mẫu gói này sô-cô-la rất là nhiều. Thêm cái Kit Kat này nữa này. Có bạn nào thích ăn cái này không? Mình rất là thích ăn cái sô-cô-la này nữa. Cả cái gói này nữa này. Các bạn thấy các mẫu túi này độc lạ không? Nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà mình hôm nay mình không mua được một túi nào ở loại này cả. Vì mình vẫn tìm đồ cầu vồng. Thôi mình đi tìm nhá. Các bạn ơi, mình lại tìm thêm một chiếc túi cầu vồng rồi. Đây nè. Chiếc túi này có hình cầu vồng luôn nhá. Bây giờ mình sẽ để vào túi. Thử xem túi mình có những cái gì rồi nào. Cũng được một số món rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tìm xem ở đây còn gì cái gì cầu vồng nữa không. Đây vẫn là những loại túi các bạn ơi. Ở đây thì có rất là nhiều hình sticker này. Sticker rất là đẹp. Các bạn nào thích sticker này không? Nhìn nó màu nhạt nhạt này thôi nhưng mà khi dán lên rất là đẹp á. Xem ạ, đây là cái móc của cà rốt nè. Cái túi này giống như là một cái tivi á các bạn. Nhưng mà nó lại túi đựng tiền được, cái túi này đựng tiền nhỏ nhỏ thôi. Ở đây thì cái túi hình kỳ hình ngôi đàn, cái cây đàn nè. Thì trái dâu. Hình chiếc dép nè. Mình thấy có một bạn Pikachu rất dễ thương. Nhưng bạn này không được ra ngoài mà bạn ở bên trong cái lồng này. Đây là đồ trang trí các bạn ạ. Mình sẽ bật đèn lên nó sẽ sáng. Bạn Pikachu này sẽ rất là nổi, cực đẹp luôn. Các bạn ơi, mình thấy thêm một bạn Pikachu nữa nè. Đây, bạn Pikachu này có vẻ mập hơn bạn vừa nãy nha. Cũng là ở phía bên trong này trang trí nè. Mình sẽ để bạn ý ở đây. Ở đây còn có rất là nhiều hình đẹp nữa này. Phía bên trong nó là nước các bạn ơi. Nó không phải gọi là nước, nó gọi là gì ấy. Ôi, bên trong có bông hoa này, đáng yêu. Nhấp nha, nhấp nhô á. Hình này này, cái hình chóp này này. Nhìn thích mà. Cái gì đây? Ôi, một chú cá heo này. Chú cá heo nhảy múa. Bên cạnh đây sẽ là một nàng công chúa tóc vàng. Cái phía trên này một bạn gái rất là xinh luôn. Các bạn ý ở trong giống như là. Cái này là gì, gọi là gì? Ấm pha trà. Biết phải ấm pha trà không ta? Wow, cái đèn này, mình kết cái đèn này nè. Phi hành gia nha. Mình sẽ tắt cái bật điện lên. Phi hành gia cực nổi. Mà có thể có rất là nhiều màu, các bạn biết đấy là gì không? Nè nè. Ở đây có một mẫu màu xanh nè.
một mẫu màu hồng nè. Cái này chủ yếu là đồ chơi, các bạn còn tính như thế nào thì cái này thật ra là mình cũng không thạo lắm đâu. Mình thấy bên Trung Quốc họ dùng cái này rất là nhiều. Mình sẽ lấy một cái màu hồng nhá. Bây giờ sang phía bên này xem có gì nữa không nhá. À đây 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 các bạn ơi. Đây, những cái que, đây là những cái que tính nha. Que tính này thì mỗi cái túi của nó đều có rất là nhiều màu. Mình sẽ lấy một túi. Vậy là mình thêm được một đồ cầu vồng nữa nhá. Các bạn ơi, mình đã tìm mua rất là nhiều đồ cầu vồng ở tại trong nhà sách này rồi. Các bạn nhìn này. Trong rổ của mình có rất là nhiều rồi. Thế này về tha hồ rồi nhá. Video của mình cũng xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã đón xem và nhớ like, đăng ký và share cho Hà Hà Hí nhá. Cảm ơn các bạn, bye bye.